Em là dược sĩ Phương ạ. À, trước đây thì em cũng có công tác ở trường Đại học Dược Hà Nội khoảng hơn chục năm. À, thực ra thì mình cũng biết rằng là dược sĩ thì hay lạm dụng thuốc anh chị ạ. Uống nhiều thuốc lắm, ngày xưa em uống nhiều kháng sinh lắm anh chị. Hôm trước giống như kể chuyện nhá, nhà nhà trong ruộng ấy kiểu như thế. Dùng ví dụ đau đớn cái gì ho cái là mang kháng sinh ra uống này tức anh chị ạ. Thực ra chưa đến mức đó nhưng mà vì như thế, chính vì như thế mình dùng nhiều rồi thuốc rồi thì đến một lúc nào đó mình sẽ ngộ ra được rằng là mình lạm dụng thuốc vào cơ thể của mình ấy là mình bị nhiễm độc tố rất là nhiều nhưng mà mình chưa thải ra bao giờ ấy. Em đến một lúc nào đó mình sẽ ngộ ra, không phải là ngộ ra ngay được đâu anh chị. Thực ra phải chúc mừng tất cả các anh chị ở đây vì các anh chị ngộ ra sớm á, cho một tràng pháo tay dành cho các anh chị đi ạ. Và khi đó em nhận ra thì em mới đi detox lần một cùng với bác sĩ Hà, đúng không? Bác sĩ Hà các anh chị cũng ăn uống cũng một cái chế độ cũng 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 khá là chuẩn nha anh chị. Và lúc đó em cũng thực ra em giống anh chị đấy, em chẳng biết là cơ thể em bên trong nó có cái gì đâu anh chị ạ. À? Không biết ạ. Nhưng khi lần đấy khi mà cũng đề đốc anh chị nó ra một kết quả đó là gì? Nó ra rất là nhiều thứ mà mình thấy là cái cơ thể của mình giống như một cái ngôi nhà. Lần đầu tiên đi detox một giống như là một ngôi nhà dọn dẹp tất cả các ngóc ngách anh chị, ngóc ngách bụi bẩn cái các kiểu gì đấy nó ra hết. Và lúc đó thì cái kết quả của em ấy, lúc đấy em bị nhiễm độc gan là nhiều nhất anh chị, bình gan đấy nhiều kinh khủng luôn ấy, nhiều nhiều khủng khiếp mà mình không hình dung được cái cơ thể của mình nó lại khủng khiếp như thế anh chị. Và lần này thì đúng là rất là bất ngờ với một cái kết quả của mình. Các anh chị thấy buổi sáng em không đi học đúng không? Không thể đi học đúng không ạ? Lên Em uống nhá các anh chị, em uống 2,5 lít đấy ạ. Em với Hà như là ở trong phòng một cái can mà được ban tổ chức phát cho là uống hết đấy ạ. Hai chị em uống hết đấy ạ. Hà thì cứ dùng sao lâu hết chị Phương, mãi không ra, ra nó phải từ từ làm sao bắt nó ra ngay được đúng không ạ? Rất là hồi hộp luôn anh chị để nó ra, nhưng mà thực ra em phải uống 2,5 lít. Và khi mà lúc đầu nó rất là chậm ra nhưng mà sau lúc sau thì nó cứ ra liên tục, các anh chị không đi học được lâu ạ. Các anh chị thấy các anh Hoàng Anh đang nói thì rất hay nhưng mà không thể đi được đâu anh chị ạ. Phải đãi cát tìm vàng và đãi tìm kim cương đúng không? Các anh chị bị đãi lâu không? Lâu nhỉ? Em thấy lâu. Nhưng mà thực sự là mình khi mà mình yêu cơ thể của mình thì mình rất là mong muốn là xem là cái kết quả này như thế nào, cái sự thay đổi của cơ thể mình như thế nào. Thì sang đến lần thứ hai thì đúng là cái kết quả đột phá các anh chị ạ. Lần một nhiễm độc gan rất nhiều, lần hai các anh chị thấy không? Lúc đầu em nhiều không ạ? Nhiều không ạ? Nhìn cái đĩa của em rất nhiều đúng không ạ? Nhưng càng về sau em mới thấy rằng là à, là được bác sĩ Hà sẽ phân tích cho các anh chị rằng là tại sao cái cơ thể của em nó lại được giảm nhiều như thế anh chị ạ. Bởi vì cái mục tiêu của em ý là khi em muốn đề tốc, em có mục tiêu đấy các anh chị, bởi vì em muốn tăng cân các anh chị ạ. Em muốn tăng cân, em muốn tăng cân, nhưng mà tăng cân một cách nó phải là hoàn toàn diện cơ, chứ không phải tăng cân là ăn thật nhiều vào để tăng cân, không phải. Mà em mục tiêu của em đi đến đó là em tăng cân, có nghĩa là em muốn làm cho sạch cái cơ thể của em sạch hoàn toàn toàn diện đi, lúc đấy cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và các chất vào thì em sẽ tăng cân. Và chỉ có khi em dùng Vili các anh chị ạ em mới cảm thấy đói, còn trước đây em không đói đâu, em không muốn ăn đâu, không đói mà chắc chắn người không đói không ăn không tăng cân rồi đâu anh chị ạ. Nhưng em không thấy đói ấy, có nghĩa là không đói không ăn không thích ăn. Thế nhưng khi từ khi mà dùng bộ Vili bộ ba các anh chị và em thấy đói lắm, em lúc nào cũng thích ăn, như kiểu bị giống như kiểu người ta gọi là gì, tham ăn đấy các anh chị, thèm ăn đến nỗi mà thèm ăn tối đêm cũng thức thích ăn. Thì đấy là một cái kết quả mà khi mà trải nghiệm Vili thì em mới thấy rằng là trong cái bộ sản phẩm đấy nó có combo một cái, nó cung cấp giúp mình cái hệ tiêu hóa ấy anh chị, rất là tốt đấy. Thì mình khi mà cơ thể mình sạch thì mình còn tham ăn, nhưng mà em vẫn muốn là đi để tốc thêm để cho những cái trải nghiệm độc tố nó phải thải độc hết, nó không thể ngày một ngày hai đâu, không thể ngày một ngày hai nó sạch được anh chị ạ. Thực ra là không thể đâu, giống như mình quét nhà hàng ngày thì mình quét thường xuyên thì cái nhà đấy sạch, Tết không phải quét nữa đúng không ạ, nhưng Tết mãi một năm mới quét một lần thì chắc chắn là nó không thể sạch được. Thì đấy là một cái mà lần này thì cái lần mà thực sự là em rất là hài lòng là cái kết quả độc tố của mình nó đã được giảm đi rất nhiều phần gan rồi, vẫn còn một chút thôi nhưng mà vẫn để, và lần sau em vẫn muốn đi tiếp. Tại sao? Vấn đề em muốn quét cho nó hết hết sạch luôn đấy ạ. À, để lúc đó mình có thể để mình giúp đỡ được rất nhiều người, bởi vì mình hiểu ấy ạ. À, mình hiểu về detox, mình phải thực sự là mình phải hiểu, và đặc biệt là những người chuyên môn chúng em thì khó tính anh chị ạ. Em nói thật các anh chị ở đây dễ tính đấy ạ. À, chúc mừng anh chị cho một tràng tay được, anh chị dễ tính nhá. Vì để đi một đầu đế ông tua với một chuyên như chúng em có chuyên môn thì khó tính hơn đấy anh chị.
thực sự dùng sản phẩm cũng khó tính hơn đấy ạ, và đi cũng khó tính hơn đấy ạ, chứ không phải thích đi đâu thì đi đâu ạ. Thế nên là khi một cái sự lựa chọn về một sản phẩm rất là tuyệt vời như này và với một cái mục tiêu của em tăng cân, và như vậy thì em đi để đốc tour lần này thì em có một kết quả rất là tuyệt vời, 6 lần đúng không anh chị? Và lần sau tiếp tục mình sẽ đi tiếp để xem cho nó thải hết những các bộ phận khác nữa anh chị ạ. Ngoài gan ra là còn nhiều bộ phận khác nữa chứ không phải một bộ gan. Thế thì đây là một cái kết quả tuyệt vời và phải cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều, từ cái hành trình mà 2 ngày trước và đến bây giờ được học tập và được rất nhiều thứ với anh chị. Thực ra đến đây là được nhiều thứ chứ nó không phải ngoài để tốc tua anh chị ạ, được những cái giá trị khác nữa, những cái giá trị vô hình ạ. Ví dụ em Hương em thích tiền nhưng em Vương thì thích giá trị vô hình. Ví dụ em thêm được 21 người này, đấy là 21 người bạn của em, đúng không ạ? Đấy là giá trị vô hình. Có những cái giá trị khác nữa thì em, đấy là một cái điều mà em rất là cảm ơn bác sĩ Hà hôm nay chia sẻ, bởi vì đấy là một cái lời chia sẻ của em từ đề tốc lần 1 và đến bây giờ, và đồng hành tiếp theo sẽ có đủ nhân duyên sẽ đồng hành tiếp theo tour tiếp theo để cơ thể mình được sạch. Và chắc chắn 1 tháng sau các anh chị gặp lại em đủ nhân duyên, chắc chắn em phải tăng lên cân rồi các anh chị ạ, đúng không? Phải xinh như Hoàng Thị Bích Ngọc đúng không ạ? Một tràng tay cho cảm ơn các anh chị ạ. Dạ vâng.